Rồi tụi em bao thí nha. Tây quậy cả bà đại đó. Bao năm đi lên biển chơi đó. 2051 con bà nào cứ được thì máy con đi đó.
Thì tay hả? Rồi thoạt bài đi 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 em. Rồi con chờ xem con tìm đọc tìm nhớ mình bao nhiêu đọc nữa. Rồi mấy tìm nhớ thấy chém mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bảy nhá. Bảy mười giờ, mười giờ mười lăm. Còn giờ vui nhưng mà giờ con bằng máy nhưng con không mười lăm chút đâu. Những khi tắt máy. Rồi để tắt máy. Tiền này ngồi tắt máy còn mười ba thì nó có xuất hiện giờ chết nữa.
1940. Đây ghi có 1810. 1810 là Khánh Mỹ. Tôi thoát máy. Rồi chưa thấy in xong thì tôi mời cái này khai in đi. Xong nhá, tôi thoát máy ngồi yên rồi đó nhá. Còn 4 phút là hết chưa đấy. Rồi cái em ngồi ngay ngắn nha, con phải phải mà cao ra đây đấy, nếu mua vào máy. Xong nó cực thoát, thoát máy ngồi yên là được, con tìm được thầy in lên sạch cái kỷ điểm là được là về. Thank you.
trắng nó phẳng. Quay ngay ngắn đừng quay camera đấy. Xong hết chưa? Cô thấy bây giờ xong đi, bấm đi. Bấm ok đi, cứ bấm ok đi. Ok. Xong hết chưa? Dạ rồi. Yeah. Rồi. Cô tám ơi, cô tám cô. Rồi sau đó ngồi đi tại vị trí đó ký rồi mới được về. Các bạn nào